khu phố của đây là Bouchard nha cả nhà. Đó, đây là mới nhất của ca sĩ Kim Ngân luôn á. Cô ta đang đi lang thang một mình đây. Mà đang ở dưới khu phố của Little Sài Gòn. Wow, chạy xe mình vô tình mình thấy cái tướng tự nhiên mình nhận ra Kim Ngân mới ghê chứ. Thanh Long này.